Đầu Võ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018. Thành Luân rất vinh dự được đón tiếp bác Kiên. Bác đến từ Gia Lâm, Hà Nội. Bác về ký nhận bộ, bác về Đầu Võ Thành Luân của tôi. Mua một bộ đối chất phòng thờ, gồm có một sập thờ tứ linh nghe chầu hàng VIP và một bộ quân sư tuyệt đối mai điểu cũng hàng VIP ở Đầu Võ Thành Luân tôi. Và quý vị đang thấy bác Kiên mang đến từ Gia Lâm, Hà Nội, bác của anh về trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi. Để bạn đề cuốn thư hai câu đối mài sẵn đây bộ cuốn thư câu đối mai điểu ba chữ Đức Sinh Huy. Câu đối ôi sao mờ ấy nhỉ, bác đổi đầu ấy cháu. Ô có cái bút mới hôm trước ở đây nhỉ? Trong kia, trong kia, trong kia. Chị được lấy cho em cái bút đấy. Treo cột đấy. À cột, cột. Rồi rõ không? Có cái cột này được. Đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đầu Võ Thành Luân, gần tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Vân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây bộ bàn ghế như bảo đừng. Đây này bút mới đây bác ơi. Đổi đầu. Tí đâu nhỏ. Đây bác cầm cái bút này. Đây bác sang bên này bác ký sập thờ. Bây giờ quý vị đang xem tôi quay tại cửa xưởng sản xuất của Đầu Gỗ Thành Luân nằm tại là ngày mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và các loại huấn từ câu đối hành phi câu đối chúng tôi rất chi là nhiều. Đây, bộ sập thờ tứ linh nghe chầu bác là hàng VIP dạ dày 7 phân bác. Đây, bác ký dạ dày 7 phân đây bố ơi. Nó lại xuống dưới. Đây, quý vị đang thấy đây là cái chân sập rất chi là khủng. Hàng này là hàng VIP to, cao, dày dặn hơn hàng thông thường rất nhiều. Nó ký trong ký ở cái thành cũng được. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu các sản phẩm tương tự về Đầu Gỗ Thành Luân tôi để tham quan và cũng là để được chiêm ngưỡng các sản phẩm VIP. Rồi. Thế rồi ok. Cái lóc ở tít trong này. Lóc liền tấm luôn. Lóc liền tấm nhé. Vâng. Nó ở tít trong này thôi, không cần phải ký đâu ạ. Bởi vì nó bộ của nó đi theo rồi. Đấy và thay mặt Đầu Gỗ Thành Luân thì xin trân trọng cảm ơn bác của anh. Xin kính chúc bác của anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin được tạm dừng video clip ở đây. Và xin chào hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau. Trân trọng cảm ơn.